Chào các khán giả của Hiên Dương. Hôm nay thì Hiên Dương muốn giới thiệu với quý vị một cái chuỗi các cái bài giảng của Hiên Dương về việc chúng ta sẽ học thiền như thế nào. Và Hiên Dương đặt cho chuỗi 16 video bài giảng này là dạy thiền. Và Hiên Dương sẽ lần lượt đi từng bài một để giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan trước khi mà chúng ta học thiền chuyên sâu hay là chúng ta thực tập. Và cái quá trình dẫn dắt này sẽ giúp chúng ta có được một cái lộ trình thiền đúng. Và Hiên Dương sẽ đặt cái bài hôm nay là bài dạy thiền bài 1 Như chúng ta đã biết là có những người đúng không ạ? Chúng ta khi mà thực tập thiền chúng ta có được cái lợi lạc luôn, rất là hiệu quả nhưng cũng có những người thực tập rất nhiều lần nhưng không thấy bản thân mình tiến bộ vậy thì cái chìa khóa hay là cái bí mật của những người tập thiền thành công nó đến từ đâu đó là nó đến từ một cái công thức đó là họ đã làm rõ được cái lý do vì sao họ thực tập và họ đã tìm hiểu rất là kỹ cái phương pháp thực tập nên lời khuyên của hiên dương đó là khi trước khi các bạn bước vào một cái hành trình học thiền thì các bạn nên tìm hiểu cái chuyên gia hướng dẫn mình là ai Tìm hiểu ở đây có nghĩa là chúng ta nên vào trang web của họ Lên kênh youtube hay kênh tiktok hay là vào trang web của họ Mình tìm hiểu kỹ xem cái người hướng dẫn mình là ai Ví dụ như các bạn để theo được hoặc là hiểu được cái phương pháp giảng dạy của Hiên Dương Thì nên trải nghiệm cái kênh youtube Hiên Dương thật nhiều bài giảng, thật nhiều bài thiền Khi các bạn thấy thật sự là phù hợp thì hãy inbox cho Hiên Dương Thì lúc đấy cái hành trình của bạn tập thiền nó sẽ có cái lợi lạc hơn Và trong cái bài 1 này thì Hiên Dương sẽ làm rõ cho các bạn đó là cái điều gì đang quyết định cái thành công khi chúng ta tập thiền Đó chính là một cái quy luật Quy luật của tư duy Khi chúng ta bước vào bất cứ một khóa học nào Một phương pháp nào thì chúng ta cũng cần trang bị cho mình Một cái tư duy đúng Cái tư duy đúng ở đây là gì? Đó là có một số những cái từ mà Hê Dương muốn chia sẻ Nó giống như là các cái chìa khóa ấy, Khi mà mình bước vào thực tập hoặc là học thiền Thì cái chìa khóa ở đây đó là gì? Đầu tiên là who này Why này How Và sau đó mới là what có thể ở đây có một số bạn sẽ biết tiếng Anh một chút Và có những cô chú anh chị thì chúng ta không hiểu nhiều về tiếng Anh Thì Yên Dương cũng sẽ lý giải cho chúng ta Who có nghĩa là tìm hiểu xem ai là người hướng dẫn mình Tiếp theo là why đó là lý do Vì sao mình nên thực tập đó, Lý do vì sao Cái tiếp theo là how How có nghĩa là cách thực tập như thế nào Cách tập Và cái cuối cùng mới là what tức là bài thiền vậy thì có rất nhiều người khi mà bước vào và xin tư vấn từ Hiên Dương thì luôn luôn hỏi là em nên tập bài nào chị nên tập bài nào cô nên tập bài nào vậy có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm cái phần quát thôi có nghĩa là quan tâm là mình coi thiền như là một cái phương thuốc vậy mình uống vào là uh, giảm đau được luôn thư giãn được luôn nhẹ nhàng được luôn trong khi cái quyết định lớn nhất ở đây có thể nói chính là cả hai cái đầu tiên này nó quyết định đến 90% cái thực tập thành công của chúng ta Có nghĩa là chúng ta phải hiểu ai đang hướng dẫn mình Họ đang theo phương pháp nào Họ lấy gốc là gì Và sau đó là cái why Có nghĩa là tôi đã thực sự hiểu chưa Tôi đã thực sự muốn và khao khát Tin tưởng để thực tập chưa Nếu hai cái này mà chúng ta không có làm rõ được Thì chúng ta sẽ không đi được Ví dụ rất nhiều bạn khi Hiên Dương hỏi là Bạn đã tập thiền lâu chưa, bạn đã biết Hiên Dương chưa Thì bạn luôn trả lời như một cái máy là Tôi biết rồi, Tôi vào kênh của bạn rồi nhưng bản chất là bạn đã chưa hiểu cái phương pháp chia sẻ của Hiên Dương là gì ít nhất là bạn nên trải nghiệm một vài video bài giảng của Hiên Dương để hiểu là à phương pháp của Hiên Dương là hướng theo cái con đường tránh niệm và lấy từ Phật pháp nguyên thủy và Hiên Dương dùng cái kinh nghiệm của mình để Hiên Dương chia sẻ chứ không phải là một cái gì đó mà nó mang tính mơ hồ tức là mình phải vào kênh đúng không ạ mình tìm hiểu về con người này mình tìm hiểu về cái phương pháp đó mình tìm hiểu cái lý do vì sao mình lựa chọn có nghĩa là mình đủ cái tin tưởng vào cái người đó thì mình mới thực tập được và Hiên Dương nói thật là 16 video dạy thiền này không dành cho tất cả cái số đông mà chúng ta đang nghe Mà chỉ dành cho một bộ phận thấu hiểu phương pháp, tin tưởng phương pháp Và Hiên Dương gọi đó là một cái bộ phận tinh hoa bởi vì chúng ta biết trong cái quy luật của tự nhiên thôi Cái giới tinh hoa hay là cái sự tinh túy đúng không ạ Cái chữ tinh nó đã bao hàm cái ý nghĩa là số ít rồi Có nghĩa là rất ít người có thể thực tập thành công Và cũng rất ít người có thể thấu hiểu và đi tận cùng với phương pháp Có nghĩa là À vậy thì cái phương pháp này hay cái việc mà tập thiền thành công cũng chỉ dành cho một cái số ít thôi, 5%, 10% thôi. Và Hiên Dương sẽ tập trung vào 16 video này để hướng dẫn cho chúng ta cái phần 90% này. Tức là chúng ta phải làm rõ cái câu chuyện ra là mình đang tập theo phương pháp nào, à, mình hiểu được bao nhiêu, lý do vì sao tôi cần bước vào một cái hành trình chuyên sâu. Mình cần phải hiểu điều đó thì cuối cùng khi mình tập cái bài thiền đó, tức là chúng ta xuống cái phần quát này, nó sẽ rất là nhẹ nhàng và khi tập mình thấy à, dù mình lên youtube thực tập hay là mình vào khóa chuyên sâu thực tập hay là mình tập ở cái loa thiền thì mình cũng đã nắm được cái cốt lõi này rồi và mình không bị bám chấp vào cái việc là mình tập cái bài nào nữa khi một người họ đã hiểu phương pháp thực tập thì dù là họ tập với cái bài thiền này hay họ tập trong trạng thái tĩnh hay là họ tập trong các cái hoạt động thường ngày thì họ vẫn có cái tính hiệu quả và vì sao yên dương lại có một cái chuỗi chia sẻ thiền một cách hệ thống như này là bởi vì yên dương thấy cần thiết để cho những người mà chúng ta đang rất là băn khoăn mới bước vào thiền mà mình không hiểu gì về thiền, rất nhiều người hiểu lầm thiền là ngồi im hay bó gối hay là bắt trước một cái tư thế nào đấy hoặc là hít thở thì hoàn toàn nó chỉ là cái hình thức bề ngoài của thiền thôi. Còn bản chất cốt lõi của thiền nó không phải là như vậy. hoặc là một số người đã hiểu rằng là thiền chỉ là loại bỏ suy nghĩ thôi. rồi là thiền là phải tĩnh lặng rồi phải có một cái không gian yên tĩnh tôi mới thực tập được. khi chúng ta có quá nhiều cái điều kiện với thiền tập thì làm sao chúng ta thiền tập được? Và Hiên Dương xin chia sẻ đó là cái phương pháp thiền của Hiên Dương Là phương pháp lấy gốc từ Phật Pháp Nguyên Thủy Có nghĩa là lấy cái con đường tránh niệm làm gốc Và Hiên Dương sẽ từ đó ứng dụng để giúp chúng ta Có thể là vượt qua các cái chứng lo âu mất ngủ Vượt qua những cái vấn đề tâm lý Và trong bài 1 này thì Hiên Dương sẽ làm rõ cái câu chuyện Đó là chúng ta phải dành cái sự tâm huyết Dành cái thời gian chúng ta học Và chúng ta nghe bài giảng Nghe cho nó thấu và nghe cho nó vỡ ra Khi mình vỡ ra từ bên trong ấy À, nếu như cái con gà nó vỡ ra từ bên trong cái quả trứng ấy Khi mình ngộ mình vỡ ra Thì lúc đó mình thực tập Mình thấy rất rất là hiệu quả Và đừng, đừng mong cầu cái việc là mình phải đi vào bài thiền luôn Khi chúng ta càng mong cầu Càng muốn đi vào bài thiền nhanh Có nghĩa là cái não bộ chúng ta nó rất là căng Khi mình bước vào rồi Và khi bước vào mình chỉ chăm 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 là Làm sao mình thiền mình phải thả lỏng được luôn Thì rõ ràng cái tâm thế bước vào nó đã sai từ đầu rồi Thì làm sao chúng ta thiền đúng được thì đấy là một trong những cái điều rất là lưu ý trong cái bài số 1 này Hiên Dương cần phải làm rõ cho chúng ta hiểu. Và một cái chia sẻ nữa ở đây là gì? Đó là chúng ta phải hiểu cái con đường trị liệu nó bao giờ cũng xuất phát từ con người chứ không phải là xuất phát từ cái vấn đề. Nó nghĩa là như thế nào à? Ví dụ như là chúng ta thấy à, cùng đến một bệnh viện đúng không ạ? Cùng uống một phương thuốc, cùng một bác sĩ. Tại sao có những người khỏi và có những người không khỏi? Vậy vấn đề ở đây là gì? Nó lệ thuộc vào cái con người đấy hơn là cái viên thuốc đấy hay là cái phương pháp đấy Cùng một phương pháp thì có người khỏi và có người không khỏi Nên Đức Phật cũng mới có một cái câu đó là chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi Tự mình là người chữa lành cho mình chứ không phải là ai khác Và chúng ta cần phải làm rõ cái câu chuyện đấy trong chính cái bài số 1 này luôn Và chúng ta cũng sẽ học được những nhiều những cái chia sẻ của Hiên Dương trong những cái bài giảng tiếp theo và mọi người thấy cái lõi của Hiên Dương đó là lấy từ Phật Pháp Nguyên Thủy Ngoài ra Hiên Dương cũng sẽ chia sẻ các cái bài học của những vĩ nhân Chúng ta phải hiểu là tất cả những vĩ nhân đúng không ạ, đều hướng đến cái sự bình an bên trong. Và để có được sự bình an bên trong thì chúng ta không thể đi ngược lại cái quy luật đó là chúng ta hướng ra bên ngoài được. Chúng ta không thể xử lý nếu chúng ta hướng ra bên ngoài mà bắt buộc chúng ta cần hướng vào bên trong. Ví dụ như Ca Dung thì có một cái câu đó là tỉnh thức là khi chúng ta quay vào bên trong, còn mê lầm là khi chúng ta quay về bên ngoài. Hay là các vĩ nhân như là Lão Tử, đúng không ạ? Trang Tử hay là Đức Phật của chúng ta cũng khuyên chúng ta một cái lời khuyên là nếu bạn cần chữa lành, nếu bạn cần xử lý các cái vấn đề tâm lý, à, chúng ta đều phải xuất phát từ việc chúng ta quay về bên trong, chúng ta khép mắt, đóng cái môi của mình lại. Có nghĩa chính là cái việc chúng ta hiểu thực sự thực tập thiền là gì. Và hy vọng là trong cái chuỗi khoảng 16 video của Hiên Dương, thì Hiên Dương sẽ chia sẻ và dẫn dắt chúng ta các cái bước bám theo một cái cốt lõi là chúng ta phải hiểu được phương pháp này như thế nào cách thực tập như thế nào Chúng ta nên hiểu nó trước khi chúng ta đi vào các cái hệ thống bài thiền và kênh của Hiên Dương thì đã cung cấp một cái hệ thống bài thiền rất là nhiều Ví dụ như thiền trước khi ngủ hay là thiền sức mạnh tiềm thức Hay là thiền tránh niệm cũng đã cung cấp một cái hệ thống bài thiền rồi Có nghĩa là Hiên Dương đã làm sẵn cho chúng ta một cái hệ thống quát rồi đúng không ạ? Tức là cái hệ thống mà chúng ta đi thẳng vào bài thiền Nhưng tại sao có những người hợp được luôn và có người không hợp được luôn Thì Hiên Dương vừa nói rõ cái câu chuyện là 90 nó được quyết định bởi chính cái niềm tin của chúng ta Mà niềm tin thì đến từ đâu? Từ việc mình có hiểu người đang dẫn dắt mình là ai không? Phương pháp này có cốt lõi ở đâu? Lấy gốc ở đâu? Đúng không ạ? Và chúng ta có hiểu why? Tức là vì sao tôi phải đi sâu vào? Nếu chúng ta không tin thì chúng ta không thể đi sâu đúng không ạ? Nên chúng ta phải hiểu vì sao tôi phải đi sâu vào? Thiền có lợi lạc gì không? Có giúp tôi được không? Nên là chúng ta cần phải tìm hiểu cái hai cái đầu tiên này Và Hiên Dương sẽ dành cả một cái hệ thống của Hiên Dương Khoảng 16 bài giảng tập trung rất là nhiều và cái việc là chúng ta tìm hiểu kỹ đi đúng không ạ phương pháp này có cốt lõi là gì và cái cô Hiên Dương này cô sẽ giúp được mình được cái điều gì đây thì chúng ta mới lựa chọn tin vào và Hiên Dương cũng khuyên luôn các bạn là nếu mà các bạn chưa trải nghiệm các bài giảng của Hiên Dương hay chưa trải nghiệm các bài thiền cũng không nên nhắn inbox rồi là hỏi một cách rất là lan man và cũng không thực tập thì như thế không có một cái lợi lạc gì cả và sau đó mình lại đổ tại là phương pháp đổ tại điều này điều kia trong khi chính bạn đúng không ạ bạn chưa tin bạn chưa tìm hiểu thì làm sao chúng ta có được một cái lợi lạc nên với bài số 1 này thì Hiên Dương luôn khuyên chúng ta hãy có một tâm thái học tập nghiêm túc và luôn luôn trau dồi cho mình làm rõ cho mình hai cái ý đầu tiên đó là tìm hiểu xem cái phương pháp này có hợp với mình hay không thì mình hãy đi tiếp và Hiên Dương xin kết thúc bài số 1 ở đây và hẹn gặp lại các khán giả trong bài số 2